Xin chào mọi người và chào mừng mọi người đã quay trở lại với Seru Channel. Hiện nay rất nhiều người đang tìm kiếm giải pháp để có thể thay thế Unity và nếu bạn không biết chuyện gì đang xảy ra, tôi sẽ thực hiện một vài video về chủ đề đó. Và tôi không nghĩ là bạn nên rời bỏ Unity ngay lúc này vì tôi chắc chắn là vẫn còn rất nhiều studio họ làm game bằng Unity và có thể họ sẽ cần một người có thể am hiểu Unity và học thêm một công cụ khác để có thể chuyển code và migrate sang cái công cụ đó. Và tôi nghĩ Unity vẫn là một công cụ tuyệt vời. Ừ à, thì tiếc là Unity sắp tới về IPO và quản lý đằng sau công ty có vẻ là hơi sai lầm. Vì vậy nên là nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp có thể thay thế Unity, tôi sẽ cung cấp cho bạn nhanh một số giải pháp thay thế và cùng bắt đầu nào. Tôi sẽ bắt đầu với ba giải pháp thay thế rõ ràng là tốt nhất dựa trên những gì tôi biết cũng như là phù hợp với thị trường Việt Nam, Đông Nam Á. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một thứ gì đó ngoài Unity thì giải pháp thay thế rõ ràng nhất, số 1 nhất vẫn là Unreal Engine. Nó được sử dụng để làm cho hàng tấn game AAA và ngày càng trở nên phổ biến hơn trong giới India. Mã nguồn mở, sử dụng thì miễn phí cho tới 1 triệu đô la và đương nhiên rồi sau đó thì bạn vẫn phải trả 5% phí royalty cho Unreal Engine. Tôi nghĩ là vậy. Và bạn cũng có thể sử dụng miễn phí nếu bạn xuất bản trên cửa hàng Epic Game Store và họ luôn tặng rất nhiều asset miễn phí cho bạn Do vậy Unreal Engine sẽ là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn muốn làm một tựa game 3D tuy là nó hơi phức tạp Một giải pháp thay thế khác hiện có cho Game Engine có lẽ được mọi người quan tâm nhất hiện nay đó là Godot Game Engine đây là một công cụ làm game 2D với đội ngũ cực kỳ có tâm, yeah, tôi nghĩ là có tâm nhất hiện nay luôn và nếu tôi không lầm thì họ vừa nhận được một tài trợ khủng để có thể tiếp tục phát triển Godot sau khi mà Unity công bố cái tin vừa rồi và có lẽ tôi cũng sẽ làm quen với Godot để có thể làm một video hướng dẫn chuyển từ Unity sang Godot nếu các bạn quan tâm hãy cho tôi biết trong phần bình luận ở bên dưới. Nhưng về cơ bản, Godot có lẽ là game engine mã nguồn mở thành công nhất hiện nay. Nó lý tưởng cho các trò chơi 2D và ngày càng tốt hơn cho các game 3D. Vì vậy, nếu bạn đang muốn tạo một trò chơi và tất cả những gì bạn quan tâm là một open source engine chạy trên Windows, Mac hoặc Linux, thì Godot chắc chắn là một lựa chọn dành cho bạn. Một trong những công cụ mà thị trường Việt Nam tôi nghĩ là sử dụng rất nhiều để làm các game trên web và có lẽ là bạn cũng sẽ biết đó là game gì thì đó chính là Cocos Creator thứ nhất thì editor của cocos creator khá giống với unity bạn rõ ràng có thể nói rằng là họ đã lấy ý tưởng cho thiết kế từ unity và bạn sẽ có những thứ như là prefab animation vân vân và họ code bằng cách sử dụng javascript hoặc typescript nên rất là phù hợp với web và nó có lượng người sử dụng rất nhiều ở cái thị trường châu á ít hơn một chút ở những thị trường còn lại tiếp theo thì chúng ta sẽ có một vài lựa chọn cho nếu bạn làm game 2d thì người dẫn đầu có lẽ là game maker nếu bạn xem kênh của tôi ngay từ khi mà tôi thành lập kênh thì chắc chắn là bạn cũng biết tôi sử dụng Game Maker đầu tiên và nó rất dễ tiếp cận cho những người mới học. Hiện tại thì Game Maker đã có sẵn phiên bản miễn phí, đây là một trong những trở ngại lớn nhất mà họ có trước đây. Game Maker sẽ không dành cho tất cả mọi người, nhưng nếu bạn đang muốn tạo ra một game 2D thì nó chắc chắn sẽ là một công cụ giá trị mà bạn nên thử. Nó có sẵn phiên bản miễn phí mà thực ra thì tất cả mọi game engine cho tôi nói trong video này đều có phiên bản miễn phí và nhưng game maker vẫn là một tiến bộ tuyệt vời sau đây thì chúng ta sẽ tới một số game engine mà thực sự thì tôi không nghĩ nó phổ biến lắm đầu tiên thì chúng ta có flex flex nhé không phải là flex nhé flex là cái lăng ấy đây là một công cụ mới và tôi thực sự thích nhà phát triển phần mềm này gần như là công ty trách nhiệm một thành viên và mã nguồn mở và đương nhiên là có một số người đã đóng góp lại ngược lại cho mã nguồn giống với Unreal Engine thì bạn có thể sử dụng Flash với tiền bản quyền đó là 4% sau khi bạn đạt được một thu nhập nhất định nó có giao diện rất giống với Unity và nó được cập nhật với một tốc độ rất đáng kinh ngạc từ nhà phát triển. Và Flash sử dụng .net vì vậy nếu bạn đang tìm kiếm một lối thoát thì thì bạn uh, nếu bạn đang tìm kiếm một lối thoát giống như là một developer C# thì Flash chắc chắn là một điều đáng để thử. Tiếp theo thì chúng ta có Unizin. Unigine có lẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp gần nhất với lại Unity Mà thực sự thì không có nhiều người sử dụng Unigine Theo tôi tìm hiểu thì họ có trụ sở ở Đông Âu Và đây là một công cụ cho phép bạn sử dụng C++ hoặc là C++ cộng à, Alon C++ hoặc là C Sharp Vì vậy một lần nữa nếu bạn đang tìm kiếm một game engine 3D khác có sử dụng C Sharp Thì đây Unigine chắc chắn là một tùy chọn bạn nên cân nhắc Còn một bài game engine nữa như là Straight Hiện tại thì nó vẫn đang được phát triển và là một công cụ rất giống với Unity. Bạn muốn có thể nói nó là clone của Unity cũng được. Và một sự thật một sự thật thú vị mà tôi cũng muốn kể cho các bạn đó là tôi có một thằng bạn thích làm game engine và tôi có nói chuyện với nó một vài lần thì tôi nghĩ là hiện tại để làm được một game engine thì khá giống với Flux, bạn hoàn toàn có thể làm được một mình. Và tốn khoảng 12 năm gì đấy, đương nhiên rồi nên tôi nghĩ trong đợt này với sự nghịch ngợm của unity thì có lẽ là nhiều công ty lớn họ cũng sẽ nhảy vào ngành game engine và biết đâu là chúng ta sẽ có nhiều công cụ làm game tuyệt vời hơn nữa ok và một lần nữa một lần nữa nhé có lẽ là tôi cũng sẽ làm quen với một công cụ mới uh, như là godot và đương nhiên rồi unity chỉ là một công cụ nên là những gì bạn học ở unity thì chắc chắn là sẽ không bị lãng phí và Tôi sẽ làm một series chuyển từ Unity sang Godot hoặc là Unity sang Unreal Engine. Tôi nghĩ vậy. Và cuối cùng thì cảm ơn mọi người đã xem video này và cảm ơn mọi người rất là nhiều hơn nữa nếu mọi người có thể like và share cho video. Và cuối cùng chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ và xin cảm ơn.